Thưa quý vị và các bạn, dù giá trứng tăng gấp đôi so với trước đây, nhưng nguồn cung vẫn thiếu hụt so với cầu. Và đây cũng là nguyên nhân khiến giá trứng bất ngờ tăng kỷ lục trong một thời gian ngắn. Theo hội chăn nuôi gia cầm Việt Nam, kể từ đầu tháng 7, giá trứng gia cầm thu mua tại trại đã tăng liên tục và thiết lập mặt bằng giá mới cao kỷ lục so với 10 năm trở lại đây. Tại trang trại, giá trứng gà ở mức từ 2.800 đến 3.000 đồng một quả, giá trứng vịt từ 3.000 đến 3.300 đồng một quả tăng gấp đôi so với những tháng trước đó. Giá bán lẻ ở mức 5.000 đến 5.500 đồng một quả. Trứng vịt cũng tăng lên 4.000 đến 4.500 đồng một quả. Dù giá trứng tăng gấp đôi so với trước đây, nhưng việc tăng đàn gà đẻ cũng chưa kịp cho sản phẩm trứng thương phẩm trong quý 4 để bổ sung nguồn cung. Nguyên nhân dẫn tới giá trứng tăng vọt là do trong vòng 2 năm trước, giá trứng gia cầm chỉ 1.300 đến 1.700 đồng một quả. Với mức giá này, người nuôi bị lỗ nhiều nên giảm đàn gà đẻ. Bên cạnh đó, khi các tỉnh thực hiện giãn cách xã hội người dân đổ xô tích chữ trứng cầu vượt cung khiến giá tăng cao kể từ đầu tháng 7.